Mình chào anh em nha. Nay mình quay cái clip này mình để mình mới tạo được ra được một cái mẫu khuôn 49 cano nha. Đây, chiếc này là mình tạo xong rồi mình đổ ra sản phẩm, mình thử một chiếc nè. Đây nè, nó gì nè. Đây là cái khuôn này. Em quay cái khuôn nha. Đây là cái khuôn nè. Này vô màu rồi, là mới tạo ngày hôm qua luôn, làm rồi luôn á. Đây là cano 49 nha. Lái thì 6 tấc 7. Thấy không? Cái này là chiếc cano 49. Còn cái gió đó nè anh em, cái gió đang mình mới chụp hồi sáng, bây giờ ra làm lại nè, giờ chỉ lau nước rồi chỉ ra là mình lau quát đánh quát rồi mình đổ nè, giờ đang lau nước. đây là chủ trại nè, nó rất là trẻ luôn nha. Anh em nào có yêu cầu đặt vỏ cano thì mẫu nào cũng có hết trơn á. Đặt vỏ cano thì tới liên hệ tới mình. À, anh này nè, rất là đẹp trai luôn, rất là trẻ luôn. Còn này làm lính chứ nó làm muốn là ông nội ta, đúng không? Mẹ lính triều đình đó. Này là cái tên là tên Chí Công nha. Cái vỏ này là vỏ Chí Công này, nó nằm ở tỉnh Kiên Giang, tỉnh Hậu Giang chứ lộn, tỉnh Hậu Giang. Gió 49 nha anh em, 49 cano á, mới chụp ra sáng luôn á. Bây giờ mới gỡ ra cắt đồ làm, giờ thao quách vô mình sửa sạn đổ đang chụp vô cái lường này nè. Cái lường này là đổ chuyện qua rồi, giật ra nè, chưa có gió này, giờ đổ chụp vô lường này mình gãy đi nè. Này gửi tới đi tới ngoài Bắc lận. Này mình đổi chiếc này là đem gửi về cho anh ở ngoài Bắc, ông đặt nè, một chiếc nè. Cái từng nay đó. Này cái khuôn. Sửa sạn cái này mình đổ cái này ra, mình làm ra cái sản phẩm để làm cái cano 4m2 nha. 4m2. Này 49. Mình vô đây quay cái khuôn cano này 3m75 nha. Khuôn này, khuôn cano nha, 3m75 nè. Chạy thì bao cho mấy 13, chạy thì cả 65 cây trung bình thôi. Nếu mà mình làm sơ sơ chút xíu nữa thì mình chạy cái 8-90. Rồi cái này cái gió nó luôn nè. Gió nó nha. Sản phẩm thì sáng đổ một chiếc mình gáp rồi, gáp cho người ta lấy rồi. Cái này bán hết rồi, không còn chiếc sản phẩm nào ở đây cho nó bán hết rồi, giao hết rồi nè. Cái này là khuôn 49. 3m7 chứ. 3m75. Này thì mấy mẫu toàn mẫu xuồng không à. Mẫu xuồng kiểu nào cũng có, cỡ nào cũng có. Này là 3m75 nè anh em. Còn là sáng mình chuyển qua mình tạo ra được cái 4m9 nằm ngoài đó nè. Này cái gió của nó, gió của thằng 3m75 nè. Khuôn rất là bóng rồi nè. Anh em có yêu cầu đặt cano thì mẫu nào cũng có, bao nhiêu nhát cũng có nha. Giờ đang lau quát ở bên kia kìa. Cái chiếc này là chiếc cái mẫu để mình tạo ra rồi mình chụp ra nè. Bây giờ chụp ra rồi vậy mình bỏ đó đó.
chụp ra rồi anh bỏ đó đó. Cái này là khuôn 49. Vậy mấy anh em này vô quát làm sao đây, kỹ kỹ không biết đây, khuôn mới kỹ kỹ nghe mấy anh em ơi. Nè anh, cái đường cái lường lướt của anh lau quách quá ghê. Cái tay này là độ mẹ tha rồi là chết. Tha là dữ thiệt. Tha cỡ đấy đấy. Anh em nào có yêu cầu thì cano ha. Mẫu cano mình có, mẫu nào cũng có nha, từ 3 mét trở lên. Mẫu nào cũng có. 3 mét trở lên tới 4 mét 9 nha. Bởi vì cano mà đâu có đà làm dài đâu, 4m9 là dài dữ lắm rồi. Nói trung bình là nó có 4m2 à. 4m2 là mình chạy chỉnh không? Cái này cái mẫu nè. Mẫu mình chụp rồi, giờ mình gỡ ra mình bỏ ra nè. Để bây giờ mình sửa soạn mình làm cái loại 4m2 nha, 4m2. Rồi ngày mai mình làm 4m2 được. Đó là cái chỗ mình làm thôi. Trung bình nó nhỏ vừa làm thôi à, mình đổ cano không à. Xuồng thì mình không có, nếu mà có người đặt á thì mình mới lấy bên cái ông anh á. Mình giao cho chứ mình không có là đổ xuồng. Xuồng composite. Chỉ có đổ cano với xuồng ngáy, xuồng nhỏ chứ không có đổ xuồng bự, vỏ bự. Thôi vậy thôi anh em, mình chia lên tới kết thúc nha. Tại cũng mình cũng đang làm hình chiếc thời gian ra, mình chiếc thời gian mình quay một khúc cho coi cái mấy cái khuôn cano để anh em nào có yêu cầu để liên hệ với mình. Cái này là chạy vỏ chí công nha. Rồi, chào anh em.